Liên quan việc giang hồ mạng Phú Lê mặc trang phục giống vua Quang lên phát biểu, tặng quà, hát trong chương trình trung thu ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Làng Nhi, trao đổi với tuổi trẻ online chiều ngày 4 tháng 9, một lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cho biết đơn vị đã có báo cáo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện về sự việc. Theo phòng giáo dục và đào tạo huyện Trạm Tấu, để xảy ra sự việc trên là do sơ suất của ban giám hiệu nhà trường, chưa nhận thức đầy đủ, chưa chủ động nắm bắt thông tin về các cá nhân trong đoàn thiện nguyện, chưa kiểm soát tình hình, chưa quy định về trang phục đối với các thành phần tham dự Tết Trung thu. Sau sự việc trên, đơn vị đã chỉ đạo và yêu cầu trường nghiêm túc rút kinh nghiệm và có ý kiến với đoàn thiện nguyện để gỡ bài và không đăng tải lên các trang mạng xã hội những hình ảnh, clip đã được chụp và quay trong chương trình đồng thời chỉ đạo các đơn vị trường học khi có bất kỳ một tổ chức cá nhân nào liên hệ lên tặng quà và tổ chức các hoạt động cho giáo viên, học sinh tại nhà trường cần phải báo cáo ngay về phòng và các cấp có thẩm quyền để nắm bắt, xem xét. Phú Lê, tên thật là Lê Văn Phú, quê ở Yên Bái, từ lâu vốn được biết đến như một hiện tượng nổi lên nhờ mạng xã hội, từng tham gia một số phim ngắn, video ca nhạc về đề tài giang hồ với nhiều cảnh quay bạo lực, phản cảm. Được mệnh danh là Giang Hồ Mạng, người này thường xuyên đăng tải những hình ảnh và video clip đeo đầy trang sức vàng trên người, thể hiện sự giàu có, cũng như liên tục rao giảng về tình nghĩa anh em, nghĩa khí Giang Hồ trên mạng xã hội. Tháng 8 năm 2020, Phú Lê bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích do có liên quan đến việc hành hung hai phụ nữ lớn tuổi xảy ra tại huyện Đan Phượng, Hà Nội. Tuy nhiên, do gia đình bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố, tòa án nhân dân huyện Đan Phượng đã ra quyết định đình chỉ vụ án và thả tự do Phú Lê cùng hai đàn em.